Mến chào quý cô chú anh chị à, Chào mừng quý anh, anh chị mình quay lại với kênh youtube nhà đất Thì hiện tại anh chị em đang chạy trên trục đường số 16 Phường Bình Hòa A, quận Bình Tân mình nha anh chị Đây, à, cái đoạn này nè anh chị Là cái đoạn giao với đường số 16 giao với đường Gò Sòi à, à, Ngay chỗ bên 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 trái mình á Là anh chị sẽ đi thẳng về Mình sẽ, sẽ, là ra lại đường Lê Văn Quế nha anh chị Đó, đường Lê Văn Quế ha Rất là gần luôn, từ đây Lê Văn Quế chắc khoảng tầm à, 500m còn chị quẹo phải đây, anh chị sẽ về ngay khu vực Tân Kỳ Tân Quý nè à, Chợ Mười, chợ Gò Sòi rồi đó anh chị à, chắc khoảng tầm 800m nha đây, Mình tiếp tục mình đi thẳng Thẳng đường này là đường số 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mình chị Hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình một căn nhà một sẹt Chỉ có giá 2 tỷ 850 triệu thôi này quý cô chú anh chị Đó, đây, đường xá thì rộng rãi thông thoáng à, Nhà mình thì gần chợ nè à, Gần... À, khu vực uh, tru, trung tâm uh, mua sắm này kia thứ này anh chị đây đây là nhà mình anh chị nhà mình á thì có diện tích là ngang 4 m uh, dài là 11 mét rưỡi nha kết cấu là một trệt một lầu ha anh chị đó <laughs> à, một trệt một các gỗ một trệt một gỗ đây đường xá trước nhà thì hiện hữu nó rơi khoảng tầm là ba mét mấy 4 mét nha đường rộng rãi thông thoáng hai đầu nha anh chị đây nhà thì anh chị mua về có thể ở được liền luôn ở còn không thì mình có thể kinh doanh cho thuê giữ tiền cũng rất là ok. Để đường rất là rộng. đúng không đây. thì chị chạy lên tí xíu, đó. cái đoạn này là anh chị có thể thông ra đường 16 cũng được. Cái đầu bên kia thông cũng được, nói chung là hẻm này là hẻm thông. Một xẹt của đường 16, phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Anh chị có giá 2 tỷ 850 triệu thôi anh chị. Nhà mình mua cho thuê giữ tiền cũng được, mua ở liền cũng được. Anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới. À, 0949 -900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà à, để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị này nhà mình đi lên phía sau nè ấy tầng trệt sẽ có một nhà vệ sinh phòng bếp cầu thang anh chị này đây. đây là khu vực phòng bếp khu vực nhà vệ sinh cầu thang đi lên cái gác gỗ nè <laughs> nhà này có sổ hồng riêng nha hiện tại thì anh chị mua thì có thể công chứng được liền nha anh chị này ở trên đây là một cái gác suốt này đó. diện tích cũng rất là to 41.5 ha sổ hồng riêng đó. anh chị ở khu vực trên đây để suốt luôn mình cho thuê cũng được hoặc là à, anh chị nào về muốn ngăn lại hai phòng ngủ cũng được ở đây mình có trên cái gác này cũng có một cái nhà vệ sinh luôn nha anh chị rất thuận tiện đó chỉ có giá là 2 tỷ 850 triệu thôi anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589 à, xin cảm ơn <laughs> ngoài ra thì bên em có nhận quay video quảng cáo cũng như là nhận ký gửi sản phẩm bất động sản anh chị à, anh chị nào có nhà đất cần bán cần ký gửi thì cũng liên hệ trực tiếp cho em <laughs> xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau